nay chúng ta sẽ cùng đi ăn tối ở Hội An nhé. Một món ăn mang về Quảng phải đạt được hai tiêu chí là đậm và đủ. Và ở Hội An có một món như thế. Nào, đi ăn thôi. Hẳn các bạn đang nghĩ rằng món ăn của Quảng Nam thì đương nhiên sẽ mang vị Quảng đúng không? Nhưng thực ra chỉ một số món ăn của Quảng Nam được công nhận mang vị Quảng mà thôi. Trong đó có món thịt nướng cuốn bánh ướt. Ồ chị ơi, em thấy là thịt nướng ở đâu cũng có mà tại sao thịt nướng Hội An có gì thu hút mà em thấy khách đông quá trời đông luôn? Thịt nướng Hội An này nó có cái đặc biệt là mình nướng từ qua tra. Dạ. Mình ăn kèm với bánh ướt. Cái bánh ướt ấy, người ta chế biến từ bột gạo với bột lọc, pha một chút bột lọc cho nó dẻo dai. Hay quá. Rồi ăn với rau sống, trà quế. Đó là cái đặc sản, đặc trưng riêng của cái đất Hội An mình. Thịt nướng muốn ngon phải được nướng chín trên bếp than. Vì thế nếu muốn tìm một hàng thịt nướng, bạn chỉ cần dò theo những nơi có khói nghi ngút đang tỏ hương thơm lừng mà thôi. Một món ăn Việt Quảng được xem như là đủ khi mà nó có đủ chất và đủ lượng. Đủ chất ở đây là đủ chất dinh dưỡng, có thịt, có rau và có tinh bột. Còn đủ lượng chính là một phần ăn vừa đủ no bụng cho một người. Không chỉ đủ chất và lượng, món ăn này còn đủ vị nữa. Tuyệt vời. Hội An tuy không có một mùa đông giá lạnh, nhưng nếu buổi tối bạn đi dọc bờ sông Hoài sẽ được đắm chìm trong làn sương mờ ảo của những hàng thịt nướng. Hãy đến đây để Hội An đãi bạn một bữa ăn đủ đầy. Cho các bạn chính năm ơi. Hủ tiếu nào? Bún bò đây. Bamboo Airways, hơn cả một chuyến bay.